thứ 6, ngày 6 tháng 7 năm 2018, 18:57 PM, GMT cộng 7, chiều 6:7, tại hội nghị thành ủy TPSCM lần thứ 17, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kỷ luật bà Thái Thị Bích Liên, thành ủy viên, chánh văn phòng thành ủy bằng hình thức khiển trách. Bà Liên bị cho là vi phạm, thiếu sót trong công tác tham mưu và thực hiện trách nhiệm được ủy quyền đại diện chủ sở hữu tài sản tại các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ thành phố. Chánh văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Thái Thị Bích Liên, ảnh, hữu công. Động thái này được đưa ra trong tiến trình xử lý các cán bộ liên quan việc công ty TNSS một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy, bán rẻ và sai quy định 320.000m2 đất tại huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Bà Liên sinh năm 1973, giữ chức chánh văn phòng thành ủy từ tháng 11/2015 tới nay. Các vi phạm và trách nhiệm của văn phòng thành ủy. Ban Thường vụ thành ủy xác định, văn phòng thành ủy không thực hiện đúng trách nhiệm là cơ quan đại diện chủ sở hữu thành ủy TPSCM tại công ty Tân Thuận và đối với Đảng bộ thành phố. Đơn vị này không kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty, không thẩm định nghiêm túc các đề xuất gây thất thoát nghiêm trọng nếu Ban Thường vụ thành ủy không chỉ đạo hủy hợp đồng. Văn phòng thành ủy cũng bị cho là trình phê duyệt phương án chuyển nhượng đất đã đền bù của công ty Tân Thuận sai quy trình, không đúng thẩm quyền, đề xuất chỉ định đối tác chuyển nhượng là công ty Quốc Cường Gia Lai mà không tiến hành đấu thầu lựa chọn đối tác là vi phạm Nghị định 91 và Quyết định số 1087 năm 2009 của thành ủy, không thẩm định giá chuyển nhượng. Khu đất được bán rẻ như thế nào ngày 5/6/2017? Công ty Tân Thuận chuyển nhượng hơn 320.000m2 đất có vị trí đẹp, cạnh sông Sài Gòn, cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng trên m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng. Giá này được cho là rẻ bất thường, nếu bán theo thị trường có thể thu về hơn 2.000 tỷ. Ngày 27/12/2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng, yêu cầu đàm phán lại và báo cáo sự việc sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường xác định khu đất có giá hơn 574 tỷ đồng. Theo cách tính này, công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỷ. Phó Bí thư Thường trực Tất Thành Cang bị đề nghị kỷ luật liên quan vụ việc. Ban Thường vụ Thành ủy cho rằng, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chấp nhận chủ trương chuyển nhượng 320.000m2 đất không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định. Ông Cang cũng bị cho là không báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định, khiến việc chuyển nhượng đất có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Đảng bộ thành phố. Đến đầu tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề xuất kỷ luật ông Cang. Hồ sơ vụ việc đã được gửi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét xử lý theo quy định của Đảng vì ông Cang là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Một loạt cán bộ công ty Tân Thuận bị kỷ luật. Về phía công ty Tân Thuận, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kỷ luật với hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Công Thiện, Bí thư chi bộ, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng xây dựng giá bất động sản kinh doanh công ty Tân Thuận. Cơ quan này cũng đề nghị văn phòng thành ủy cách chức thành viên hội đồng thành viên và tổng giám đốc công ty Tân Thuận đối với ông Thiện. Ông Thiện được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, điều hành công ty.